đi đâu dữ vậy trời? Dạ, hồi nãy lúc con đi đổ rác là con không có thấy bà ở đâu rồi cô. Kỳ vậy. Giỏ sách của cổ còn ở đây. Nhưng chắc cổ trong nhà vệ sinh quá. Làm ơn xuống giùm cái đi bà. Làm ơn đi, tôi đang nghĩ mày đó. Tôi đi quậy kỳ cục cái mộ luôn à. Làm sao bây giờ? Cô Liễu ơi, cô Liễu. Cô Liễu ơi, trong đó không vậy? Gì vậy con? Ba, hình như cô Liễu ở trong đó đó. Có sao đâu. Trời đất ơi, toilet ở đây bị nghẹt rồi, không có đi được đâu. Trời. Ôi thôi thôi, con lên con. Liễu ơi, bà có ở trong đó không Liễu? Về rồi nè. Liễu ơi, ba nói chuyện với ai vậy? Cô Liễu. Nãy giờ con về con có thấy bóng dáng cô Liễu đâu không? Dạ con không thấy, nhưng mà như đồ cổ còn để ngoài phòng khách á. Vậy là con ở đây. Con có trong này hả ba? Nãy giờ không thấy trả lời nè. Vậy chắc cổ đi nhà vệ sinh ở trên lầu rồi đó. Để con lên tránh kiếm cổ nha. Bà Liễu á hả? Đây tôi về rồi đấy, bà đang ở đâu vậy? Tôi đang ở nhà. Ủa vậy à? Ủa sao tôi hẹn với bà là tôi về rồi mình cùng dùng cơm rồi pha trà uống với nhau? Tôi tại vì có khách đột xuất đến nhà cho nên tôi phải chạy về gấp. Xin lỗi ông nha. Bà uống bà về xong mà đồ đạc rồi còn để ở đây. Vội quá nên tôi để quên. Ủa sao mà bà nói bà về mà sao tôi nghe cái tiếng văng vẳng ở trong toilet nè? Đã nói là tôi đang ở nhà mà. Ủa, bà nói bà ở nhà sao cửa toilet bị chốt bên trong? Bà ơi, con kiếm nát ở trên đó luôn rồi, không có cô Liễu. Con chắc chắn cô Liễu trong đây nè. Cô Liễu ơi, cô Liễu ơi, Liễu, có phải là cầu bị nghẹt không? Toilet đâu có bị nghẹt đâu. Có không nghẹt chứ bà làm gì ở trong? Tôi tại nóng quá, tôi tự nhiên tôi muốn đi tắm. Toilet bị nghẹt con chắc chắn luôn, vợ con nói toilet này bị nghẹt mà. Bà đi tắm hả? Thôi thì bà cứ thủng thẳng tắm đi nha. Tôi chờ bà ra ngoài nha. Rồi vậy đi. Đi thôi à. Toilet bị nghẹt thiệt hả? Biết, tao biết. Đấy mày đó. Mày giúp chồng tao cái đi. Mày mà cứ đây hoài tao chết đó. Ông Tài ơi, tôi biết phải làm gì nó mới chịu xuống nè ông. Đôi khi cái tính cách con người nó là chuyện rất quan trọng, cho nên nhìn qua là tiếng bà rất sạch sẽ. Ông nói thiệt chứ? Thiệt chứ sao không? Vô đi. Bà ơi, tới giờ ăn rồi mà cô Liễu vẫn còn trong toilet chưa ra. Vậy hả? Vợ cần xong cửa vô không ba? Quay. Quay.
Liễu ơi, bà sắp xong chưa? Còn lâu không? Tôi xin lỗi ông. Tôi ngủ quên. Trời đất, bà ngủ quên hả? Cô ở trọng lâu lắm rồi đó cô. Liễu ơi, tới giờ ăn cơm rồi đó Liễu. Bà ra ăn đi để em thôi cả nhà chờ. Mọi người cứ ăn trước đi. Tôi ăn sao? Thôi mà, cứ ra ăn đi ha. Cô ơi, cô cứ ra đi. Nếu toilet bị nghẹt á thì con kêu người tới thông cho. Tôi đâu có nghẹt đâu. Không có. Chứ sao cô không chịu ra? Tôi đã nói rồi, tôi buồn ngủ thôi mà. Trời ơi, là như ở trong đó thơm luôn gì ngủ. Thôi cô ra đi cô ơi. Chỉ có toilet bị nghẹt cô mắc cỡ cô mới không dám ra thôi. Nhà con biết mà. Nè ba con nè, ổng đi bị nghẹt hoài mà con thấy ổng có mắc cỡ giống cô đâu. Tỉnh là không nghẹt mà. Không nghe. Cô ra đi cô ơi. Thôi mày im đi. Liễu ơi, cái này hỏi thiệt nha, bị nghẹt phải không? Phải. Ông ơi, nó bị nghẹt rồi. Tôi xin lỗi. Trời ơi, cái chuyện bình thường thôi mà, có cái gì phải xin lỗi. Thấy chưa, con nói nghẹt mà không tin con. Thôi giờ cô đi ra đi, để đó con giải quyết cho. Nhưng không phải là nghẹt mấy thứ dơ bẩn như mọi người nghĩ đâu. Là giấy, chỉ là bị nghẹt giấy thôi mà. Nghẹt nào cũng là nghẹt mà cô. Bây giờ cô cứ đi ra đi, để đó con làm cho. Thôi, mày tránh ra đi. Thôi Liễu ơi, nghe lời tôi, ra ngoài ăn cơm ha. Nói chứ thôi cô ra đi cô ơi. Ơi, mọi người cứ ăn đi, tôi chưa ra được đâu. Trời ơi, bà phải ra ăn chơi. Bà ở trong đó hoài mà không ăn cơm rồi nó hạ đường huyết, rồi bà xỉu luôn ở trong đó thì sao? Bà Liễu ơi, tôi để cơm ở trước cửa đó, có gì á bà. Cô chưa chịu ra nữa hả bà? Làm vậy chi không biết nữa. Em thông cảm đi, chắc cô sợ xấu hổ khi người khác thấy mình vậy thôi. Chị ơi, bà vẫn chưa ra khỏi nhà vệ sinh luôn á chị. Thì cái toilet nó vậy. Sao nữa, trốn ở trong đó hoài giải quyết được chuyện gì chứ. Người gì đâu mà lì dễ sợ. Thôi mấy đứa mệt rồi lên phòng ngủ đi, tắt đèn đi. Trời ơi, mới giờ này ngủ gì ba, còn sớm mà, ngồi đi chơi, hồi đợi cô Liễu ra nữa. Trời ơi, trời ơi. Ôi, tự nhiên buồn ngủ đột xuất quá, đi ngủ em ơi, đi ngủ. Bà thấy con thông minh ghê chưa? Biết rồi. Đi ngủ em ơi. Vô đây con. Nè nhớ nè, con mở xong á con phải có cái gì con nại cái chỗ cửa lên nghe chưa. Dạ dạ. Chị mà như khách sạn gì quá trời chìa luôn. Đây không. Ngủ rồi. Vô coi. Liễu ơi,
Tôi đây. Ông mau đi ra đi. Liễu ra đi mà. Không. Ông làm vậy tôi xấu hổ lắm. Thôi đi ra đi. Liễu, trong đây mà. Ông bà yên tâm đi. Bà ngoài đi không sao. Cậu kia đang làm gì đó? Đi ra ngoài. Mau đi ra nhanh lên. Có cái gì đâu. Yên tâm đi. Cái chuyện người thợ người ta tới sửa sửa người ta sửa xong. Bây giờ không khóc. Thôi đi với tôi ra ngoài nha. Đi ra ngoài. Ở trong này cả ngày mà chịu được hay thiệt. Em trai, làm đi nha, anh đóng cửa lại. Chắc là ông thất vọng tôi lắm mà, phải không? Có gì đâu thất vọng. Ở đời ai chả có đi đại tiện. Chứ lại bà đừng có lo. Cái người thông cầu đó, tôi kêu thằng Củ Chi lận. Cho nên không ai biết cái gì đâu. Nhưng mà chắc là ông đã nhìn thấy rồi mà. À không. Ừ, tôi đợi là làm xong mà tôi mới vào. Cho nên bà đừng có buồn nữa. Bởi vì theo tôi nghĩ thì cái tính cách con người là nó hiện ở trên khuôn mặt đó. Đối với tôi bà luôn là một người phụ nữ rất là sạch sẽ. Ông đang cười nhạo tôi mà đúng không? Sạch sẽ với bà ăn trong toilet chứ. Ồ, không, tôi nhạo bà hồi nào. Quan trọng ở đây là tấm lòng con người bà. Đừng nhìn bề ngoài mà đánh giá một con người. Với tôi thì trái tim của bà đó nó trong trắng, nó thuần khiết, nó giống như là ánh trăng ban mai vậy đó. Thật. Ông nói thiệt chứ? Trời ơi, tôi nói dối bà làm gì?